Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Mẹ Bé Thủy Thảo. Đây là kênh dành cho những bạn, những mẹ nào có tìm hiểu các dòng sản phẩm dành cho mẹ và bé, cách chăm sóc mẹ bé như thế nào là tốt nhất. Và trong video ngày hôm nay thì kênh Mẹ Bé Thủy Thảo sẽ cho các mẹ một cái bí quyết để làm sao vừa tốt cho con nhất mà lại tiết kiệm cho mẹ. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ cho các mẹ những cái bí quyết để tiết kiệm tối đa cái khoản chi phí chăm sóc con. Thì đương nhiên rồi, cái việc chăm sóc con, cái chi phí chăm sóc con thì mẹ nào cũng phải bỏ ra. Và làm sao để tiết kiệm một cách tốt nhất, đặc biệt là với những gia đình mà chưa có điều kiện. Và cái việc là chăm sóc bé thì với việc ăn uống thì mình không nói, vì việc ăn uống thì là luôn chọn những cái sản phẩm tốt nhất cho bé và không thể dùng từ tiết kiệm trong việc ăn uống của bé được. Nhưng về cái khoản bỉm của bé thì cách nào để tiết kiệm cho bé mà lại an toàn cho bé. Và bỉm thì là những cái gọi là bé dùng một lần và vứt đi. Vậy cái ngày hôm nay, cái giải pháp ngày hôm nay kênh Mẹ Bé Thủy Thảo sẽ đưa đến cho các mẹ để tiết kiệm một khoản tiền không hề nhỏ. Vì vậy nên các mẹ hãy cùng theo dõi với kênh Mẹ Bé Thủy Thảo trong video ngày hôm nay. Mình sẽ review về một dòng sản phẩm cũng như là hướng dẫn cho các mẹ làm sao là tiết kiệm tốt nhất trong cái việc chăm sóc con của mình. Và trong cái việc mà cái tiền bỏ đi của bỉm đấy, mỗi ngày bé vứt đi đấy, thì làm sao mẹ có thể giữ được cái khoản tiền đấy, mẹ không bị mất. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đi vào luôn, không lan man bên ngoài nữa. Mình sẽ giới thiệu cho các mẹ đó là bỉm vải cũng như là quần mặc bỉm. Thì những cái sản phẩm này được biết đến là giải pháp tiết kiệm tuyệt vời cho các mẹ trong cái việc mà giúp cho con. Thứ nhất là bỉm vải là vừa an toàn vừa tiết kiệm cho mẹ, tiết kiệm lại an toàn cho bé. Thì mình phân tích rõ từng loại một. Thị trường Việt Nam đang có hai loại rất nổi tiếng, đó là Good Mama và Bami Mio. Vậy thì hai loại này, loại nào là tốt nhất cho con của mình và nên dùng loại nào, các mẹ hãy cùng theo dõi với mình nhé. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho các mẹ, đây trên tay mình đang cầm đó là bỉm Bami Mio. Bỉm Bami Mio mềm mại như tình yêu của mẹ, thì mình sẽ phân tích bên trong cho các mẹ xem. Thì đối với bỉm Bami Mio này, được thứ nhất là chất liệu của bỉm thì là tiện lợi giống y hệt cái bỉm giấy như thế nào thì bỉm vải như vậy. Tiếp theo là nó an toàn cho bé và chống hăm 100%, thì khi mà bé sử dụng cái dòng sản phẩm bỉm này sẽ chống hăm cho bé không bị tình trạng hăm. Và cái tiếp theo thì trong cái gọi là cái lót bên trong của cái bỉm vải này thì được thiết kế bằng than hoạt tính nên rất dễ hút. Khi mà bé đi vệ sinh thì nó sẽ thấm hút một cách nhanh chóng và nó sẽ giúp cho bé làm sạch bề mặt của bé và không bị tình trạng hăm hay là bị tình trạng đó là vi khuẩn, vi trùng trong cái việc bé đi vệ sinh và ngấm ngược lại của bé. Tiếp theo thì đối với dòng sản phẩm này thì nó rất phong cách thời trang cho bé. Thì trên tay mình đang cầm đây là một cái bỉm gọi là Bami Mio. Thì đối với bỉm này thì chất liệu vải cũng mềm và bên trong các bạn sẽ thấy này, thứ nhất thì là nó sẽ có một cái miếng lót như thế này và bên trong thì nó sẽ có dạng chống tràn. Các bạn sẽ thấy là cái chất liệu thì bằng nylon như thế này, thì khi mà bé đi vệ sinh mà nó sẽ không bị ngấm ngược ra ngoài và làm ướt quần của bé. Và nó sẽ có hai bên cánh đùi như thế này để bảo vệ nước không bị, khi mà bé đi vệ sinh thì không bị toàn tràn ra ngoài. Bây giờ thì mình sẽ mặc lên cái mannequin này cho các mẹ xem nhé. Thì cái tác dụng chống tràn của dòng sản phẩm này nó sẽ tác dụng như thế nào cho bé. Thì đối với cái dòng Baby Mio này dành cho bé từ 3 đến 13kg, tức là mẹ có thể ví dụ như bé nhỏ hơn thì mẹ có thể kéo khuy lại, kéo khuy nốt bấm lại như thế này cho bé nhỏ lại và nối hai bên này sát lại với nhau như thế này, dành cho bé từ 3 đến 13kg. Ví dụ như bé mà lớn hơn thì các mẹ lại tiếp tục nối khuy ra cho rộng hơn. Vì vậy nên rất tiết kiệm cho mẹ, dành cho bé từ nhỏ đến lớn luôn. Và với một cái như thế này thì mẹ có thể sử dụng được 3 năm và rất tiết kiệm cho mẹ. Thì hai bên cánh đùi như thế này, thì cái nhược điểm của dòng sản phẩm Bami Mio này thì hai bên cánh đùi nó sẽ không có cái lưới chia lên nên nhiều bé mà hay vặn mình hay cựa mình thì dễ bị tràn ra ngoài. Đấy là nhược điểm đầu tiên của Bami Mio. Tiếp theo là với cái vải của Bami Mio này thì sẽ cứng hơn so với hàng Good Mama. Lát nữa thì mình sẽ giới thiệu về hàng Good Mama cho các bạn xem nhé.
Và trên Baby Mio thì các bạn sẽ thấy là trên khuy bấm cũng như là có một cái tem Baby Mio như thế này. Và cái dòng sản phẩm này cũng rất nổi tiếng tại thị trường Việt Nam, cũng như là cái chất lượng của nó mang lại được rất nhiều các mẹ phản hồi lại chất lượng rất tốt. Nhược điểm của nó sẽ là cái chất vải thì không được mềm so với hàng Good Mama, cũng như là hai bên cánh đùi thì nó sẽ không được thiết kế thêm một cái lưới chống tràn hai bên nữa. Vì vậy với những bé nào mà hay vặn mình, hay cựa mình, hay đạp nhiều thì rất dễ bị cái tình trạng là tràn ra ngoài. Một cái nhược điểm nữa là với hàng Good Mama thì có thể mở được khuy bấm ra, nhưng với hàng Baby Mio này thì lại không mở được cái khuy bấm này, và các mẹ sẽ phải tự lồng tay vào trong để giặt cho con. Đấy, thì đối với hàng Baby Mio, bây giờ thì mình sẽ sang cái hàng Good Mama. Hàng Good Mama này thì đầu tiên chất liệu của nó thì được làm từ gì, các mẹ hãy cùng theo dõi với mình nhá. Trên tay mình đang cầm đây là Good Mama màu hồng cho bé gái này. Với hàng Good Mama thì phong cách thời trang rất nhiều, ví dụ như đây là màu hồng này, rồi màu bò cho bé này, có cả màu cam, màu vàng, nó rất nhiều màu cho bé. Đây là hàng Good Mama nhá. Bây giờ thì mình cũng sẽ phân tích bên trong với cái hàng Good Mama này, thì mình sẽ mở bên trong cho các bạn xem. Thì với bịn vải thì được biết đến là một cái sản phẩm mà giúp cho bé chống hăn rất tốt, bởi vì là ví dụ như khi mà các bạn dùng bìm giấy mà những cái bìm giấy kém chất lượng, và với những bé nào cơ địa dễ dị ứng thì những bìm giấy sẽ có chất hóa học để giúp làm vón bông khi mà bé đi nước tiểu vào đấy, thì các bạn sẽ thấy là cái bông nó sẽ vón thành dạng cục cục như thế này, và nó sẽ có những cái chất mà không tốt cho bé nếu các bạn mua những bìm mà không đạt chuẩn, không đạt nói chung là những cái bìm trôi nổi trên thị trường ấy. Thì hiện tại cũng có rất nhiều loại bìm mà kém chất lượng như vậy khi mà mua cho con của mình, thì với bìm vải như này thì nó an toàn cho bé hơn rất nhiều. Thì trên tay mình đang cầm đây là bìm Good Mama. Các bạn sẽ thấy dễ dàng nhận biết là trên bên tem này nó sẽ có cái tem Good Mama như thế này, và trên khuy bấm cũng sẽ in Good Mama trên hình khuy bấm. Mình đang cầm đây là màu bò rất là dễ thương cho các bé này. Và cái ưu điểm của dòng sản phẩm Good Mama này là miếng lót bên trong nó sẽ tháo rời ra được như thế này, và khi mà các bạn thiết kế mặc vào cho con thì bên trong nó sẽ có khuy bấm và rất dễ giặt cho bé. Bên trong là các bạn luồn vào bên trong sẽ có một cái khuy bấm như thế này, và các bạn cho miếng bỉm vào bấm, sau đấy thì các bạn chỉnh sang đằng đầu bên trên này cũng bấm lại y nguyên như vậy, thì rất dễ mặc cho bé cũng như là rất dễ giặt. Và với cái chất liệu của cái miếng đệm mút bên trong này cũng như là cái miếng bên ngoài, thì cái đệm mút thì làm bằng than hoạt tính kết hợp với những cái chất vải cao cấp để giúp cho bé thấm hút và đi vệ sinh ngay vào trong này không bị ngấm ngược lại, rất mềm êm dịu cho bé và chống hăm 100% chống hăm cho bé. Bé sẽ không bị tình trạng hăm. Tiếp theo thì đối với cái chất vải bên ngoài, tức là chất ni lông bên ngoài như thế này, thì nó rất là mềm đấy, rất là mềm mịn cho bé, thì không có cảm giác là cộm cứng khó chịu với những bé nào khó tính. Và một cái ưu điểm của dòng Good Mama này thì bây giờ mình sẽ mặc vào cái mannequin này cho các mẹ dễ hiểu hơn nhá. Mình sẽ mặc vào phân tích cho các mẹ. Thì một cái điểm chung giữa Good Mama và Baby Mio, tức là một cái bỉm này thì dành cho bé từ 3 đến 13kg, và có thể kết hợp là bé nhỏ hơn thì các mẹ sẽ khuy bấm nhỏ lại, và bé lớn hơn thì các mẹ sẽ bấm khuy gọi là rộng hơn, nới ra theo từng cân nặng của bé. Và màu sắc của dòng Good Mama này thì rất là đẹp. Đây thì điểm khác biệt nữa các bạn sẽ thấy này, với cái hàng Baby Mio thì hai bên cánh đùi nó sẽ không có một cái lưới chia lên như thế này, nhưng đối với hàng Good Mama nó sẽ có một cái lưới lên như thế này, thì nó sẽ chống tối đa cái việc là tràn ra của bé. Với những bé mà hay nghịch hay cựa mình đấy, thì nó sẽ có dạng hai lớp như thế này, một cái lớp bên ngoài và một cái lớp đùi, cánh đùi hai bên như thế này. Và khi mà mẹ mặc cho con thì nhớ luồn tay vào hai bên để kéo hai bên cánh đùi ra, và hạn chế tối đa cái việc là bé bị tràn nước ra ngoài, và sẽ giúp cho bé giữ một cái giấc ngủ ngon nhất, cũng như là bé sẽ không bị cái tình trạng là đi vệ sinh ra ngoài, và rất tiết kiệm cho mẹ. Thì trên video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tiếp theo một cái giải pháp tiết kiệm cho mẹ nữa. Thì đối với bỉm vải như thế này, một cái các mẹ chỉ bỏ ra, ví dụ như bé sử dụng các mẹ chỉ cần 3 cái thay phim cho nhau, và một cái như thế này các mẹ dùng được 3 năm, thì rất tuyệt vời và tiết kiệm cho mẹ. Với những gia đình mà chưa có điều kiện, hoặc là những gia đình mà có điều kiện rồi nhưng mà vẫn sử dụng cái dòng sản phẩm này, thứ nhất là tiết kiệm được thì mình lại
lại có thêm chi phí để chăm sóc cho con trong việc ăn uống này, rồi mình tiết kiệm được thì mình lại có thêm chi phí để làm đẹp cho các mẹ bỉm sữa của chúng ta, đúng không ạ? Đấy là những cái bí quyết để cho chúng ta có thể tiết kiệm được và dư ra một khoản, và một khoản thì cũng khá lớn đấy các bạn. Tính ra ví dụ như một cái bỉm vải như thế này giá của nó chỉ trên 100.000 thôi, và các mẹ dùng được 3 năm, so với cái việc mà các mẹ mua một bịch bỉm và mỗi đêm thì các mẹ phải vứt đi 4-5.000 thì như vậy sẽ là một cái khoản tiền vứt đi và không thể sử dụng lại được như bỉm vải này. Thì bây giờ mình sẽ sang tiếp tục một cái sản phẩm, đó là quần mặc bỉm. Thì với quần mặc bỉm thì nó có nhiều loại lắm, như tay mình đang cầm là loại từ 5-8 kg này, rồi loại từ 8-12 kg, và loại này là từ 12-15 kg. Bây giờ thì mình sẽ mở ra bên trong thì mình đang giới thiệu cho các bạn đó là quần mặc bỉm của Good Mama, và nó tiết kiệm như thế nào. Đấy, đầu tiên thì nó đến hàng Good Mama là những cái loại quần mà màu sắc rất đẹp. Thực sự là mình là cũng là một chủ shop bán hàng và cũng là một người mẹ, thì khi đi mua sản phẩm cho con với những cái quần mặc bỉm như thế này thì mình rất yêu, thực sự là màu sắc rất yêu. Đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số màu sắc cực kỳ tuyệt vời của dòng sản phẩm này, phong cách thời trang rất đẹp luôn. Và mặc cho bé thì không chỉ làm nó là một cái quần chống cho bé bị đái tràn ra ngoài, mà lại còn giúp cho bé có thêm phong cách thời trang rất dễ thương như thế này nữa. Cái này thì của bé trai này. Rồi bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái của bé gái nhé. Nó có những màu hồng và màu sắc rất dễ thương và phong cách thời trang cho bé. Đây thì đây vừa bé trai vừa bé gái đều có thể mặc được. Và đây sẽ có một cái màu hồng dành cho bé gái. Thì như tại shop mẹ bé Thị Thảo thì cũng có những bé gái đến và rất thích cái màu hồng này. Màu hồng mặc như thế này cho con. Bây giờ mình sẽ mặc vào mannequin để hướng dẫn với các mẹ nhé. Mình sẽ nói qua một chút, tức là với quần mặc bỉm thì bên trong nó sẽ có một cái đệm dày như thế này, và nó sẽ có một cái miếng nylon, các bạn sờ tay vào thì sẽ có một cái nylon ở đằng đây. Thì khi mà bé đái thì bên trong nó dày, nó sẽ thấm hút vào, và cái nylon thì nó sẽ cản không bị nước đái tràn ra ngoài. Nhưng với cái quần này thì chỉ mặc khi mà bé ngủ trưa hoặc là trong thời gian ngắn thôi, chỉ được một lần đi vệ sinh của bé thôi, và 1-2 lần thôi, với những bé đái ít thì 1-2-3 lần, và không thể dùng nhiều hơn. Vì vậy nên nói đến quần mặc bỉm là các mẹ sẽ phải mặc thêm một cái miếng bỉm bên trong, miếng lót bên trong cho con nữa, thì bé sẽ được ngủ nguyên một giấc ban đêm, hoặc là bé có thể dùng được cả nguyên một buổi. Đấy, bây giờ thì mình sẽ mặc vào nơi mannequin cho các bạn xem nhé, thì sẽ thấy được cái quần mặc bỉm nó tiện lợi và nó đẹp dễ thương như thế nào cho bé. Thì cũng là một cái giải pháp tiết kiệm cho các mẹ. Thì nhiều mẹ bảo là tại sao mà mình lại tốn tiền mua một cái bỉm rồi mình lại mua miếng lót thì làm sao mà tiết kiệm được. Thì như mình phân tích ra, với một cái quần này chỉ với không đến 50.000 thôi, nhưng các mẹ có thể dùng cái dạng đó là miếng lót sơ sinh. Miếng lót sơ sinh thì tính ra chi phí chỉ có 1-2.000 một miếng. Và khi mà các mẹ vứt đi mỗi lần sử dụng cho con xong một đêm chỉ vứt đi 1-2.000 thì nó cũng đã tiết kiệm hơn rất nhiều, thay vì việc là các mẹ mỗi lần sử dụng cho con và vứt đi hàng 3-5.000. Đấy là đối với những bỉm rẻ tiền, có những bỉm đắt tiền thì thật lên tới hàng 9-10.000 nữa. Thì đây, thì các mẹ mặc vào cho con như thế này rất xinh. Thứ nhất là nó rất là xinh, phong cách thời trang cho bé. Bên trong thì nó rất là mềm mịn, không có cảm giác cộm, và các mẹ sẽ kết hợp mặc thêm một cái miếng lót bên trong như thế này cho con nữa, sẽ rất tiết kiệm cho mẹ mà vừa thoải mái cho bé. Thì đây là dạng quần mặc bỉm, giá của nó thì cũng không tới 50.000 một cái đâu, và cái chất liệu của nó thì rất tuyệt vời luôn. Với cái hàng Good Mama, các bạn sẽ biết này, trên sản phẩm lúc nào cũng sẽ có một cái tem Good Mama ở bên như thế này. Và những cái sản phẩm nào mà không có tem thì trên thị trường cũng có những cái hàng mà làm từ Trung Quốc, thì giá của nó rất rẻ, nhưng cái chất liệu bên trong thì mặc vào cho bé rất dễ mắc những cái bệnh về da liễu, và nó rất là không tốt cho bé. Và với những cái chất liệu bên trong như của cái quần mặc bỉm này thì cái lớp đệm dày bên trong cũng có chứa than hoạt tính nên rất tốt cho bé, giúp cho bé thấm hút và không bị tình trạng ham. Vì vậy nên các bạn đi mua bỉm thì cũng nhớ lưu ý là chọn những cái hàng chuẩn của công ty nhé. Bởi vì cái sản phẩm nào càng chất lượng thì nó sẽ càng có nhiều hàng giả hàng nhái. Vì vậy nên dù là mình tiết kiệm nhưng mình phải chọn những cái sản phẩm đạt chuẩn chất lượng cho con của mình. Vì ví dụ như các mẹ dùng bỉm vải hay là quần mặc bỉm đã tiết kiệm một cái khoản rất lớn cho các mẹ rồi. Vì vậy nên cũng không cần nhất thiết là mua bỉm vải. Các mẹ chọn những cái sản phẩm nó phải có thương hiệu, phải có uy tín và nổi tiếng trên thị trường như vậy, nó an toàn nhẹ dịu cho con. Thì ngày hôm nay kênh mẹ bé Thị Thảo đã giới thiệu cho các mẹ
những cái bí quyết để vừa tiết kiệm cho mẹ này, vừa an toàn cho bé. Và chắc chắn rồi, các mẹ làm theo thì sẽ tiết kiệm được một khoản không hề nhỏ. Và cái khoản đấy thì các mẹ có thể là thêm vào cái việc chăm sóc dinh dưỡng cho con, hoặc là chu cấp làm đẹp cho bản thân của mình. Đấy cũng là một cái gợi ý rất hay, và rất nhiều mẹ thì có thể dùng cái khoản đấy để bắt đầu kinh doanh hay làm việc gì đấy. Ngày hôm nay thì mình cũng sẽ review và đã review rất kỹ về cái dòng sản phẩm bỉm Good Mama, bỉm Baby Mio cũng như là quần mặc bỉm Good Mama rồi. Và mong là những cái chia sẻ, những cái kiến thức này sẽ giúp cho các mẹ có thêm kiến thức để tiết kiệm được một khoản tiền, cũng như là chăm sóc con của mình vừa an toàn, vừa tiết kiệm và vừa tốt nhất cho bé. Rồi, cảm ơn tất cả các mẹ đã theo dõi kênh Mẹ Bé Thủy Thảo trong suốt video vừa qua. Cảm ơn các mẹ luôn ủng hộ kênh Mẹ Bé Thủy Thảo. Xin chào và hẹn gặp lại.